Xin chào các bạn yêu thích trồng cây nha đam. Đây là những chậu nha đam Mỹ. Những chậu này thì mình để phía trước sân nhà nè. Ở đây thì ở quê, thường thường cuối tuần mình về mình chăm sóc. Chiều nay thì trời nắng rất là đẹp, không có mưa. Cỡ này thì chỗ mình thì nước lũ cũng đã rút rồi, hầu như bước vào mùa khô rồi. Giờ này thì là tháng tháng 10 rồi, đầu tháng 10 âm lịch. Như chậu này bữa nay mấy cái bẹ nó nở, cái bụi nó đóng phấn nhìn thấy mê luôn. Thì trong những video trước thì các bạn xem thường hỏi mình nè, tại sao cái chậu nha đam trồng á bẹ nó xòe ra, nó không có được dựng đứng như những cái chậu như thế này. Thì qua thời gian trồng mình thấy nè, cây nha đam Mỹ á, đây là giống nha đam Mỹ hết nha, không có ở đây mình không có trồng nha đam Thái nè. Nha đam Mỹ cái giống nó thì mình thấy cái bụi nó xanh đậm lắm và bẹ non nó đóng phấn rất là nhiều so với nha đam Thái. Nha đam Thái cái màu nó nhạt hơn. Thì đối với nha đam Mỹ này á, nó rất là ưa nắng. Mình trồng á để lấy những bẹ thịt này nè, mình để những cái chậu những nơi mà nắng thật là nhiều trong một ngày á, thì cái cây nó những cái lá nè, bẹ nè, nó dựng đứng lên như thế này nha. Mình thường đây mình trồng cũng lâu rồi, mình để ý. Vào mùa mưa á, nha đam nó tuy nó đủ nước nhưng mà nó không có tốt, tại vì nó bị thiếu nắng. Thiếu nắng cái bụi nó xè ra. Để lát mình sẽ quay một số cái chậu mà mình để ở những cái góc nhà nó thiếu nắng á, nhìn nó khác so với những cái chậu này. Chậu này mình để giữa sân nhà phía trước nè. Đây là cái lối cửa rào, đây lối đi nè, lối đi vô nhà nè, mình để phía trước sân luôn. Chậu này thì mình mê. Hồi trước thì mình xin của người ta một hai cây con à, về mình trồng, rồi từ từ cái mình nhân giống ra trồng rất là nhiều. Cũng không nhiều lắm nhưng mà so với thời điểm mà lúc trước mình có được một hai chậu á, thì bây giờ thì nó nhiều hơn rồi. Cũng thấy mê lắm. Cây này thì luôn mình không chăm sóc nhiều, tại vì đất mình trộn đầy đủ dinh dưỡng đi. Thì trong mấy video trước mình có chia sẻ cách trộn đất á, thì mình vô những cái chậu đây nè, chậu nhựa C12 13 nè. Thì để tiết kiệm thì mình trồng những chậu này, thường 3 năm mình sẽ thay những chậu này. Còn nếu như mình có điều kiện hơn thì mình trồng những chậu xi măng á. Xi măng mà đường kính của miệng chậu cỡ 5 tấc cho lên, 5 đến 6 tấc á, những cái chậu lớn á. Thì lúc đó mình trộn đất đầy đủ dinh dưỡng thì cái thời gian mình thay đất trong chậu nó lâu hơn. Đây thì mình cũng tiết kiệm nên mình đa phần mình trồng chậu nhựa mềm nè. Thì những chậu này mua đâu thì ngoài những tiệm cây kiểng á, mình nói chậu C12 hoặc 13 là người ta lấy. Và những cái chậu nhựa mềm nè, như những cây phía trước này mình thấy nè, nó xổm nó dựng lên, cái bẹ nó dựng lên. Đây. Bẹ này cây con nở rất là nhiều. Mấy hôm trước thì mùa mưa thì mình cây con nó nhảy nhiều nhưng mà mình ôm cây nó eo ụt lắm, nên một số bạn hỏi mình có cây giống không thì thật ra thì mình cũng đang ôm mà nó chưa có cứng cáp. Thời điểm này đến Tết nè, chỗ mình bước vào mùa khô nè, thì những bạn nào trồng á thì là thời tiết nó lý tưởng nhất, tại vì nó khô, nó không có mưa. Cây con mình khi mình bứng về mua về trồng á thì rất là ok. Thường những cây trên 2 tấc mình mới nhổ để bán cho các bạn đem về trồng. Thường đây mình có ít thì mình cũng bán gần gần cho những anh em hoặc bạn bè ở gần ha. Xa quá thì
mình đóng thùng mình xếp, nhưng mà tuy nhiên cái phí xếp á, nó cũng hơi cao. Thường như 50 cây là nó rơi vào khoảng 3 ký mấy rồi, 3 mấy thì tiền xếp nó cũng hơi đắt đó. Đây, mấy cái cây này mình ôm nè, ôm thì đây mình mới đem ra nắng nè, còn khô mình chưa có tới. Thì trong những cách ôm á, thì cây đam không thối thì trong những video trước mình cũng có chia sẻ, các bạn có thể tìm lại xem nha. Nắng đó nó đủ cái cây nó sẫm là nhìn thấy mê luôn. Như bên đây những cái bụi này là ồ, có con bướm à. Những cái bụi này đây, những bụi này nè, những bẹ này già nha, khi bẹ già nhìn dễ biết á, nó hết phấn và cái màu xanh nó ngả vàng vàng, thì đó là những cái bẹ già mình có thể cắt vô ăn. Rồi để mình di chuyển qua bên đây cho các bạn xem một số cái chậu mà mình để khuất trong nắng á, nó xà cái lá ra nè. Đây có mấy cái bầu ôm mình ôm trong bọc túi ôm ni lông nè. Mùa mưa ôm những cây này nó rất là eo uột, những cây này thì mới đem ra ngoài nắng hôm 3 đến 4 tuần lễ đầu á, thì mình những túi ôm này để trong mái nhà nó không có nước mưa nó ướt, cây nó hạn chế thối nè, mới đem ra nè. Mưa nó eo uột lắm, nó không như mùa khô này. Thời điểm này là bắt đầu mình ôm cây rất là lý tưởng. Bên đây thế nè, những cây này trên 2 tấc hết nè. Nè, những cái chậu trong này nè, đây bên đây mình mới đem ra một khóm đây nè. Đây trong này nè có mấy chậu rồi, cây cũng đó ngã rồi. Đây nè chậu này nè, nó cái bè nó xè ra, nó không có dựng đứng như người ta. Chỗ này thiếu nắng nha, để một cái nó khuất chỗ cái vách nhà nè, nó thiếu nắng nè, nó xè ra nè, bè nó xè xè ra, nó không có được dựng đứng như những cái chậu ngoài kia. Trong này thì để cũng gần cả chục chậu. Hồi trước thì trồng làm kiểng chơi, rồi cái thấy nó cũng đẹp đẹp mà ăn thì nó cũng tốt cho sức khỏe. Mình thường mình nấu nước đường phèn hoặc là mình nấu chè đậu xanh rồi ăn rất là mát, cơ thể mát mát. Rồi bởi vì mình thấy mình trồng trồng ra thì cái loại này thì nó phái nắng nha. Mình nên bởi vì mình thường mình để ý là những cái cây nha đam á, thì mình trồng làm kiểng thì mình thấy rất là đẹp, nhưng mà nó không có phù hợp đối với mình để trong nhà. Nghĩa là khi mình trồng ngoài nắng xong nhìn cái bụi nó rất là đẹp nha, nhưng mà mình bưng cái chậu đem vô trong nhà đi thì một thời gian nó rất là xấu, nó cái bẹ nó xè ra vậy nè. Những bẹ mới nó sinh nó thì nó ốm lại, còn bẹ cũ thì nó xè ra, nhìn cái bụi nó không có đẹp giống như là mình để ngoài nắng suốt trong ngày. Chỗ này thì mà gà quá mình ngăn cái lưới là không vô đó được. Thì mình trồng giống như trồng kiểng mà để trong nhà, thường trồng những cái cây con á, cây con á, vô những cái chậu nhỏ nhỏ để bàn đồ. Nhưng mà một thời gian á, thì mình phải đem ra, bẹ nó ốm mà nó không có cứng cáp. Giống Mỹ á, thì mình khi mình ăn á, mình chế biến lại á, nó không có cái vị nhẵn nha. Còn cái giống Thái thì mình chế biến thì nó hơi nhẵn nhẵn, bởi vì đa phần chuộng là chuộng cái giống giống Mỹ này nè. Thì cái đó là cái mà thời gian qua thời gian trồng mình thấy vậy, còn không biết là ở những nơi khác vùng khác thì cái gì, các bạn thấy nó có thể nó cảm nhận khác mình. Rồi,
Thôi chắc mình dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bữa nay chiều nay không có mưa, trời rất là nắng. Rồi, xin chào nha.